Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay là em chuyển qua bắt ong cho mùa sang nha mọi người. Nói chồng em đang thấy cái một ổ ong trên ngay chỗ cái bệ dừa đó mà em đứng dưới đây nè, không phải quay cho mọi người xem được. Ong tí xuống em chụp cho mọi người xem nha. Và đây là thành quả của em ạ. Còn ổ ong này là ở trong cái nó đóng trong cái chuồng heo mà em chất gom ở trong ấy nên nó đóng trong cái cuộn gom đó mọi người. Mặt rất là đầy luôn nha. Ông này là ông ruồi, rất là tốt luôn á. Nó mọi người thấy không? Mật, mật rất là đầy luôn, nhóc luôn nó. Và đây là thành quả đó. Nó. Còn đây là một ổ cuối cùng của em. Rất là thất bại luôn. Ổ rất là to luôn nha mọi người. Mọi người nhìn cục mật kìa. Hầu như là không có cái miếng mật nào luôn đó mọi người ơi. Toàn là thấy con với xác thôi. Em bắt luôn con nha mọi người. Tại vì tình hình này là chắc không có miếng mật nào nên bắt con về ngâm rượu cho đỡ tức. Đó mọi người thấy không? Làm nghề mà gặp toàn ổ ong như vậy là chỉ có nước là bỏ nghề thôi nha mọi người. Không có một miếng mật nào luôn mà tổ thì rất là to luôn á, con rất là đầy luôn, tại vì tháng mưa này nó không có làm mật bao nhiêu hết mọi người, kiếm được một ổ mà có mật là cũng trần thân luôn đó. Mọi người cần mật thiên nhiên thì liên hệ em nha mọi người, mà tùy theo bữa thôi. Tháng này trời mưa nên ít đi kiếm đó mọi người. Kiếm không có gì vậy, chán lắm. Thế nè, em có mọi người liên hệ em có lúc nào thì em sẽ giao mọi người lúc đó nha mọi người. Và đây thì một ổ này mọi người. Mọi người thấy không? Tháng mưa này là không có miếng mật nào luôn đó. Nên bắt về ngâm được một